mọi người đã sẵn sàng chơi hu mình chưa mọi người ơi? Trời ơi, rồi anh bu lên trên đó làm cái gì vậy? Xuống dưới đây đi anh, xuống đây. Anh bu ra là tiếc quá. Tiếc quá, cái đó. Trời ơi, em rôm la quá trời la rồi. Là tôi nè, đó, tôi nè, sao okay. Dễ thương không? Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Human Fall Flat nha mọi người nha. Thì ngày hôm sao tôi thấy hai ông kia bị đánh dằn xuống dưới vậy. Thì ngày hôm nay á chúng ta sẽ quay trở lại với series game thiểu năng của anh em chúng ta đó, một series vô cùng vui nhộn. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi cùng với lại Simmy, Sammy, Kyron, Siro và Camu nha các bạn nha. Đấy. Thì bây giờ ok, anh em đã sẵn sàng chưa nào? Này các bạn ơi, chơi đi nào người. Rồi ok, bắt đầu nào. 3 2 1 vô. Ê, ông có hay bỏ ông hay nào? Ông hay nào? Ông bỏ cái tả tôi ra được không đâu? Anh qua tới ơi. Thì cái màn đầu tiên thì theo như mình thấy là hình như là mình phải văng người qua đây nào. Ui, rồi. Yes. À, anh em qua đây đi, anh em quay để tôi giữ mọi người lại nè. Cái ơi, cái ơi, qua đi phòng bơi. Yes. Rồi, rồi, rồi. Đúng rồi, bám vô cái cây, xong cái cây ấy đưa lên cho mọi người văng qua, hiểu không? Mọi người ơi, Camu dành thiếu nữ bên ô cửa sổ rồi mọi người. Mui ơi, Mui đâu rồi? Xin mày văng dưới khó vậy sao trai qua dễ vậy rồi? Mọi người qua đây Sam. Qua đây phòng mới nè Sam, qua đây phòng mới nè, cố lên. Đừng để hết đà, Sam ơi, đừng để hết đà, Sam ơi. Ôi Sam ơi, Sam. Kéo Sam lên, kéo. Để phòng, để phòng kéo Sam lên, phòng kéo Sam lên. Lên lên lên. Cái cài nắm cho cái phòng mình kéo lên phụ. Để mình kéo lên. Oh my god. Rồi lên rồi, lên nè. Tụi mấy cái xuyên té. A few minutes later. Rồi bây giờ mình qua đây nè mọi người, bạn mua qua kia rồi. Ok, hình như là bám qua này nè. Bám cái này xong đu qua kia. Để tôi, để tôi. Coi tôi thể hiện nè. Rồi xong luôn. Trời ơi. Tôi qua đây để anh bỏ em. Trời ơi. Để em, bây giờ các bạn hãy coi mình thể hiện nha. Đầu giờ tôi sẽ nhảy qua. Tại vì em đang lên không được, cho em nắm cái mặt của chị. Để em đẩy lên, em làm nào để em đẩy người lên nhở? Đây không ơi, không có cách nào đâu chị, không cách nào đâu chị. Sao em đẩy người lên nhở? Ra đây, đây cái chị đẩy chuột chơi, chị đẩy chuột chơi. Ngửa người lên chị ơi, ngửa chuột lên, ngửa chuột lên. Rồi đi tiếp mọi người ơi, đi qua đây, mọi người qua đây, Rồi đi tiếp hả mọi người ơi. Rồi đi tiếp rồi, cái phòng qua đây. Ủa này đi sao vậy? Đi sao vậy? Bên này hình như là mình phải nhảy. Xem ơi, xem tránh được. Bây giờ hình như chỗ này phải nhảy qua đây nè. Ôi, cái này. Ôi, cái này nó tưng mình lên nha. À, hiểu rồi. Vậy mình leo lên cho nó tưng mình lên đó mọi người. Mọi người leo đi, À, phải bám vào bên kia nữa nha mọi người. Bám vô, tưng lên xong bám vô nha. À, khó à. Bám vô, xem bám vô. Trời ơi, xem mình gần bám được. Để Phong. Ủa sao Phong không bám vô kia, Phong bám vô này làm gì vậy? Ê. Chưa kịp lên nữa mọi người. Đây coi không nè. Ây da, té rồi. Cây á nhờ. Oh my god. Ui ôi, khó mãi. Ủa nha, cái bói mình sao chơi trời. Đúng khó luôn á. Mọi người né ra. Để Phong, thể hiện thử phát coi. Đó, xin mọi người lên đây. Nè, bạn nắm dưới chân mình.
Bạn nắm vô cái chân mình. Nắm vô. Ok. Lên. Lên. Lên cây. Lên. Lên. Yes. À, hay quá. Lên rồi. Mọi người ơi, tôi bắt đầu đang treo toàn tay như đây nè mọi người. Đúng xem kìa. Nè, đúng nè, đúng. Cùng nhau theo dõi chị em mà đọc mình. Bám vô. Bám vô. Đúng rồi, đúng rồi, rồi. Ba buông. Buông. Cái gì vậy? Buông sớm luôn. Buông sớm luôn. Buông, buông. Không chào, em chào. Buông sớm luôn, hiểu không? Nó chỉ cần đẩy một cái mọi người buông luôn. Mọi người đừng đó, đúng rồi. Bám vô. Nắm cái chân em nè Ru. Ru, anh nắm cái chân em nè. Hả? Ru. Bây giờ cho cây nắm cái đít của em, xong em đi xuống em nắm cái đầu anh. Ok, được. Cây nắm cái mông của mình nè. Nắm giúp. À, đây. Ui. Từ, mọi người đừng có la. Đừng nắm cái tay ba. Mọi người đừng có la ồn quá, từ để Phong. Đây à, Ru. Đây, em nắm cái đầu Ru. Rồi, ok, kéo lên cây. Ê, kéo lên cây ơi. Cây ơi, em phải nắm lên đất cây ơi. Từ, làm lại. Từ, khoan từ, trước tiên cứu Ro thì tôi sẽ cứu Sam trước. Kéo lên cây, kéo lên. Đầu mày nè, mày đang kéo cái đầu mày ra. Kéo. Sam buông tay ra, Sam. Em thôi em thật nha. Buông tay ra, Sam buông tay ra luôn. Sam buông tay ra, Phong. Phong đang ngắm. Khổ gì, nặng quá vậy. Rồi, bây giờ tới lượt ai, tới lượt ai, Ro à. Đây. Nè cây nắm cái chân Phong đi. Đây mình nắm chân nha. Rồi Sam ơi, Sam nắm vô người cây đi. Rồi đây. Nắm chân. Rồi, đây. Từ. Rồi mọi người đi xuống đây. Ok, rồi. Rô. Tôi đang từng bước một leo lên, Ê, cái chân té, té chết rồi. Sam té nha. Anh nắm vô cái chân của Phong rồi, kéo lên. Rồi, lên. cái buông cái tay kia ra. Ok rồi, lên. Yes. Lên đây rồi. Ok. Ủa, ông nào vậy? Thôi cài ổng đi. Ổng liên quan với mình đâu, cài ổng đi. Ôi. Cố lên Sim ơi. Khổ quá ta. Cố lên Sim ơi, cố lên nắm đầu em lại nè. Cái lúc mà nó đẩy lên em phải tiến tới Sim ơi, tiến tới xong giơ hai tay sẵn á. Tiến tới. Siêu nhân đã cứu thật lâu. Siêu nhân đã cứu Sim. Wow. Rồi, Sim cứu lại siêu nhân. Chỗ này là leo qua bên đây nè mọi người, qua bên đây. Qua đây nè. Bà Mui có mỗi cái chỗ này thôi, tôi thấy bà leo khó khăn. Mình giơ ai tay lên không mà đó, mình leo Mui lên là đó nữa. Lùng ngoài đời, lùng trong game nữa. À, cái gì vậy đâu? Em mới vừa leo thôi mà đâu. Rồi xong luôn. Tôi qua bên đây lại luôn rồi. Nè Mui. Mui. Nè từ bây giờ nha, để em chỉ Mui nè, Mui giơ hai tay lên, Mui đương chuột giơ hai tay lên. Rồi xong Mui bám vô, rồi Mui đương chuột xuống, rồi đưa người lên, xong Mui nhảy lên. Mui buông chuột ra nhảy lên. Đó. Trời ơi. Khổ bà Mui quá. Rồi leo đây Mui. Rồi bây giờ em chỉ nè. Mui bám vô đây. Đó, xong đầu nó sẽ đẩy Mui, cái đầu đẩy Mui bám vô bánh xe. Để tôi cứu mọi người cho. Cái gì vậy? Em xin lỗi, em tính cứu nhưng mà sorry. Rồi thêm một cái ông dương quá nè. Thêm ông dương quá rơi xuống. Cái này ai cứu ai nè. Anh siêu nhân ơi, cứu bọn em với. Thôi cái này khó quá, mình qua map khác đi. Much later. Ôi, nói chung là hồi nãy á là map kia khó quá, cho nên anh em bọn tôi quyết định chuyển qua map khác. Thì map này tôi đang cầm cái cục gạch rô đưa. Đâu đâu em đập đầu anh ngoài vậy Phong? Không phải. Em đập đầu anh. Đừng có hai bên này. Nè, Mui. Đi tìm cái chìa khóa nè. Đi tìm
Mui bỏ tay em ra. Không phải. Đây đây, đi ra ra, tôi dùng cái cục đá, tôi đập cái chìa khóa từ ra. Đừng đập lên, đập chứ. Ôi rồi, đưa. Ồ, được rồi, hay. Hay không? Đó, chích. Từ từ. Rồi, mấy rồi. Rồi, đi qua. Rồi, tôi thì tôi vẫn cứ mở cửa, còn sao mày vẫn cứ nắm cái quần tôi nè mà lại trưởng. Nắm quần anh khi nào? Rồi, này, cái ủa bên này chơi sao? À, hiểu rồi. Để em ôm chị lên nha. Mọi người hiểu rồi, mọi người tránh ra, hình như là tôi phải bơi cái khúc gỗ này đem qua bên kia để làm cái cầu mình luôn. Tôi mà. Rồi. Rau. Rau. Lên mất tiêu rồi. Anh nắm cái khúc gỗ nè. Anh nắm cái khúc gỗ nè, anh kéo qua đó để làm cầu cho mọi người đi qua. Giúp em đi. Đây. Ê. Mọi người. Sim nhảy lên khúc gỗ kia mình nặng. Đang nặng khúc gỗ em ơi. Người ta đang nặng muốn chết. Từ từ. Sam ơi. Để tôi. Bây giờ nào mình giữ khúc gỗ, mình khum cái mặt xuống dưới, mình đẩy qua. Chị lên rồi, đúng rồi. Chị lên. Khúc gỗ đi đâu? Kệ bả đi, kéo khúc gỗ ra đây. Trời ơi! Nắm vô! Đúng rồi! Buông ra, ok, qua được rồi, hay chưa? Vỗ tay! Trời ơi, anh em mình hợp tác quá đỉnh không ơi! Qua bên đây, ủa bên này làm gì? Mình cứ qua bên kia xem thử coi. Không! Bên này nè. Bên này làm gì? Con đường nó không phải cho mình đi đơn giản vậy mọi người, nó là phải cho mình cùng cần á. Ủa? Ôi rồi. Mà được thành chứ. Rồi ai đập cái bàn phá cửa nè. Giờ là mình bắn siro anh kia đúng không? Đây đây, để em đi. Ủa? Ủa phải không? Ủa phải không? Không phải. Hình như là mình phải lượm mấy cục gạch này mình bỏ vô cho nó bắn vô bức tường á. Đúng rồi. Từ từ. Bức tường chứ mà bắn đâu. Mui đi ra, đem em xoay này lại. Em bưng cục đá lên. Đây cục đá nè. Từ từ. Để phong xoay cái này nè. Rồi ok đó, bỏ cục đá lên. Hay quá Sim ơi, hay quá. Một cục thôi mà đội. Ok. Bắn nè. Chuẩn bị khai hỏa. Rồi bắn được không nè. Ủa sao mất tiêu. Ơi ông đồ. Ông đồ phá tường rồi. Ơi mọi người thôi mình đi qua đi, ông đồ phá tường rồi, thôi kệ đi. Đúng rồi, để tôi phá tường cho mọi người. Rồi, bây giờ anh nắm cho cục gạch đi. Em nắm cho người anh xong anh em mình kéo. Dạ anh em kéo đi. Rồi kéo. Cái kéo phụ cây. Nhảy. Dạ. Yes. Ok, được rồi. Được rồi. Ủa khoan xin xem ơi. Bây giờ mình nhảy qua được đó. Dạ, ở nhà bên kia mà. Xem bên nào, chém qua được rồi. Sam. Qua đi, hỏi chém qua đi. Bên đây cửa mở đó. Rồi, vô đi mọi người, vô đi. Rồi, ok. Bên này làm gì nè? Bên này à, hiểu rồi, bên này mình đẩy cái xe lại chỗ này cho mọi người leo lên. Rồi mọi người leo đi, mọi người leo đi, leo lên thôi, let's go. Sam cầm cái cây làm gì? Không có cái que này làm gì vui lắm, cho nè. Sam có cái đâu chứ. Ơi cửa mở rồi nè. Thôi cửa mở, đi qua cửa đi, mệt quá. Mấy cái bà này nhảy lâu quá. Trời ơi chân người ta ngắn quá. Ủa rồi bên bên này mình chơi sao? Vô đây trong đây mình ngồi cái bà Mui mới chui vô cái ống khói làm gì? Mọi người ơi đẩy cái xe mọi người ơi. Ủa bà Mui mới làm gì ống khói? Chị làm người ống khói vậy? Chị vào thử xem có cái nhớ đâu, có cái cửa bí mật. Ê khoan, chỗ này có khúc gỗ, có khi nào là cầm khúc gỗ sao nó nhảy xuống cái nước cho nó trôi đi không ta? Sao có thể suy diễn hay? Tao mới thử. Hey. Rồi xong tôi chìm luôn rồi. Cái xe hiểu rồi, bây giờ mình kéo cái xe qua kia, Đi. Để phụ đâu. Nó nặng quá. Nó nặng rồi. Nó nặng rồi. Xuống. Nó đã nặng rồi, các bạn con leo lên được. Hãy đường con chó đớp này đi. Trời ơi anh em không tin tôi, anh em đẩy ra luôn rồi, trời ơi. Có một tên cho tiếp này kêu. Rồi. Tôi thấy một cảnh tượng là tôi thấy chiếc xe chở lúa bắt đầu mọi người ơi. Yes.
là người qua trước. Tôi sẽ là người qua trước. Mọi người có thấy không? Ông Phong cần cái đầu tôi lên thì lên. Spider-Man. Yes, tôi qua rồi. Tôi sẽ là người qua trước. Tôi qua trước đâu luôn. Trời ơi, xài cái xe đó mồi. Tôi biết à, ông đâu sẽ nắm cái mông tôi à. Qua đi đâu, qua đi nhanh đi đâu. Em buông tay đi Phong. Wow, em mình quá hiểu với nhau, buông tay cùng lúc luôn. Đúng vậy, nhưng mà xin lỗi anh, em sẽ hoãn gọi anh, em đi trước đây. Sao vậy? Là em hả? Yes, qua luôn. Tôi sẽ là hồi nhà em, tôi sẽ hy sinh được em. Ờ, cái này rồi, chỗ này rồi. Mình đi bơi đây. Ok, từ từ, bây giờ chỗ tiếp theo mình đi đâu đây? Bắt cua. Trời ơi, tôi ghét bắt cua nhất luôn á trời. Ê, nhưng mà bên này có cái xe, bự gấp đôi cái xe bên kia, cái xe này xin lỗi không ta? Thử á, nghĩ nhanh được á, chúng ta cùng nhau đồng lòng đi. Đây, em đồng lòng. Đúng rồi. Cái xe nó bự vậy. Ôi đẩy được. Ủa sao cái xe nó méo? Cái xe nó qua đây nè. Sao cái xe nó méo vậy? Kéo qua. Đừng có kéo xuống sông nha. Được rồi. Xe nữa đúng không? Xe nữa đúng không? Được chưa? Xe nữa đúng không? Ok chưa? Cái này ok chưa? À ok rồi đó, ok rồi đó. Ai? Mọi người ơi, em đã xuống. Mọi người quay nhanh đi. Tôi thấy phòng Sam đang tranh giành nhau. Không ơi, bỏ đi. Nhà anh đưa cho mọi người đưa nè mọi người ơi. Nắm chân anh. Nắm được không? Trời ơi, anh cứ để mọi người nhảy, đi qua cái chỗ nào khó. Sim, bỏ tay mình ra Sim. Ơi, đừng có đẩy chiếc xe. Bỏ tay tôi ra. Rồi xong luôn, mất cái xe luôn rồi. Rồi xong luôn. Nắm em lại, anh nắm chỗ nào vậy đó? Mọi người leo nó chạy đi để tôi lên trên. Sim, bà leo cổ tôi. Trời ơi, tôi đi vô mà. Thì cứ lên đi. Rồi. Chân em mua, nắm chân em nhé. Để cho nó dài xuống. Rồi nắm chân em. Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, thẳng hơn nè, Mọi người quay lại. Không bán. Hình như không cần bán đâu. Câu trước. Này ở đây nhìn cái gì vui á mọi người. Yeah, qua được rồi. Hay là giờ mình phải sử dụng gọi là mình phải kéo nhau để lên đây. Ờ, kéo nhau lên đây nè, kiểu vậy đó, kiểu vậy nè. Đó. À, kéo nhau lên để mở cái cửa đi kìa, cái cửa cho anh kìa. Rồi. Hay quá. Hay quá. Yes. Cắn lên không cắn. Ủa vậy mình đi đâu nữa? Bên này để mở cửa rồi mọi người. Chị đem lên. Mọi người qua đây. Mọi người. Mọi người qua đây lại. Qua đây. Coi kia lại. Yeah, tôi đây.
Rồi xong luôn. Ai giỏi, ai giỏi nhất? Ai để mình là người giỏi nhất, mình sẽ cho mọi người xem sức mạnh của mình. Ngoài đừng ai cũng giỏi hết cây ơi. Bây giờ á hình như là mình phải dùng cái đó để mình kéo bóng đèn xuống á. Để em cho sao các bạn. Để chị. Để em cho. Mọi người nhìn cô dùng hắt chích kìa. Trời ơi, con người. Rồi. Rồi, có thể nào anh có thể nào anh để cho mọi người chơi theo một phong cách tự nhiên của game được. Đúng rồi. Anh chơi kiểu đó, anh chơi kiểu còn gì vui nữa, phải để cho mấy cái trò nó vui chứ. Ok. Để tôi. Ôi giờ đi đâu? Mình đu qua kia. Ây da. Lấy đà. Xem lại cho, xem ơi, chồng xem lại cho. Rồi, tới lượt Mui, qua đi Mui. Hay quá rồi. Yeah, anh em mình cũng quá đâu cây. Bao nhiêu anh em mình cũng quá. Thôi cãi cây đi anh em, cứu tôi với. Anh em phải chơi đâu? Nằm bên đây nè, lên đây mọi người. Đây hình nè, như là không? Mình phải lên trên kia mình lấy cái gì trên đó xong mình mới xuống đây hay sao đó rồi. Đúng rồi, cái bập bên kìa. Giờ sao không ta? Được, lên à, đâu bên này đâu bên này nè, đâu cái sôi nè. Hình như cái sôi được múc nước hay sao á. Xịp lên, rồi xuống dưới đây mọi người. Ok, mua đi. Đó, mua lên mà. Cái mua lên, cái mua luôn. Spa boy rồi. Ôi xuống cái hố nè. Chỗ này là chỗ nào? Chúng ta đang ở kỷ nguyên cái gì? Cái gì vậy? Ủa sao chỗ đó nó có cái hố vậy? Không thấy luôn á. À, chị đem cái tấm dán này xuống đúng không? Có đem cái tấm dán này xuống không? Đu xô cho định lên ơi. Thằng chính nãy cái xô là có lý do hiểu không? Rồi em lên rồi nè. Yes. Cái đó nhảy là cái đó té. Không chứng kiến mình nhảy xuống rồi. Xếp rồi, cái gì ơi? Xếp rồi. Không chứng kiến cảnh mình rơi xuống. Rồi bây giờ mình ở đây mình chờ mọi người qua đi. Chờ mọi người qua mình đi tiếp. Rồi rồi từ từ chờ mọi người qua. Ủa. Trời ơi. Em đã bảo là chờ mọi người qua mà. Ờ qua bên đây được rồi nè, qua đây luôn đi. À bây giờ mở cửa rồi nè. Mình mở cửa xong nè, bây giờ mình sẽ dùng cái súng này mình bắn cho mình lọt vô cái lỗ kia. À. Phòng lên trước đi, để anh bắn không nha. Đây để em. Rồi. Để phòng đi trước. Rồi ok, vô. Ui. Đây để phòng. Bấm lên luôn. Chuyên nghiệp không? Trời ơi, uyển chuyển quá. Chuyên nghiệp quá. Vậy sao? Yeah, tôi đã win. Ủa gì vậy? Mở cửa Phong ơi. Ủa gì? Ủa sao nó có bị nhốt? Đồng đội đằng sau đây Phong ơi. Từ bị nhốt mọi người. Em thấy có cái hố nó mở ra cái hố gì nè. Dạ mọi ơi, đừng nắm chờ em ơi. Yeah, em win rồi. Tôi quên rồi nha mọi người. Trời, tôi là người giành chiến thắng nha mọi người. Bóng đèn màu khác, nữa. Thuyền nè, Thuyền đi. Ê, cái thuyền, kéo cái thuyền vô. Kéo cái thuyền vô. Lôi thuyền. Từ thôi mấy má ơi, trời ơi. Lôi thuyền vô. Ủa sao anh rồi xong. Chết hết luôn, cái thuyền ở ngoài kia. Trời máu quá. Thôi chèo vô. Không, chèo. Mình nghĩ là vẫn được. Để Phong, mà, Phong uyển chuyển cho mọi người coi. Mọi người nhìn Phong nè. Đang cố. Em lần đầu tiên thấy con người chèo thuyền lật, cái thuyền ngược lại chèo vậy là đỉnh ghê ha. Được rồi, bây giờ mình kéo chiếc cano xuống rồi mình chở mọi người qua. Xếp rồi. Rồi mọi người qua đây thôi mọi người. Đây, lên thuyền xin nè. Bọn tôi đang kéo mà tôi chết nào, phụ đi em đội. Kéo mẹ đi thôi, mình người lớn lắm thôi. Mà chị không biết nè, chị cần nắm đây dưới đây nè, xong rồi nhảy nè, đó. Nắm dưới đây nhảy là được nè, đó. Đây. Phụ, kéo phụ nha. Rồi, ok. Sim, cứ bám nha, Giờ mình đi đâu, Lên. Em đang xoay lại để cho Sim lên.
lên đấy mà. Đấy là mọi người mọi người cứu Ron trước đi, mọi người cứu tôi được không? Tôi người chèo thuyền nè mọi người. Mọi người ơi, tôi người chèo. Đây. Hình như cần đi thuyền ba, hình như phải lên đây nè, hình như đâu cần đi thuyền đâu. Ờ, hình như thì anh đi vòng trên kia là kìa. Ủa đâu, hình như qua đây mà. Ủa hả? Gần vậy mà nó không cho mình nguyên chiếc thuyền bự. Trải nghiệm đúng rồi, xin đi. Hình như là mình phải tìm cái chỗ là mình phá cái đập nước, cái đập nước nó xoay xong mình mới lên được. Ờ đồ kia tôi không biết cái gì, có cái gì kìa, mấy cái mảng kìa. Lên thuyền đây em ơi. Lên thuyền đây. Được chơi vô thuyền ơi. Tiến lên. Phong ơi, giờ bạn kéo mình lên chứ Phong ơi. Bây giờ mình cần rồi nè. Mình mệt bạn quá, mình mệt bạn thiệt luôn á nè, nắm cái chân mình. Nắm chưa? Ok. Ủa nắm chưa? Rồi. Ủa sao cái mất tiêu? Làm cái gì vậy? Ủa xin đâu làm gì? Đúng rồi, chỗ này đúng quá, Đâu đang tới kìa mọi người, từ từ mọi người đón xin đâu kìa. Ủa đâu đâu? Tôi đâu mày? Chào chị ơi. Anh em ơi, tôi đang lái thuyền để một cách độc lạ bình dương rồi ơi. Ui, có chỗ đi chèo, có thuyền đèo nè. Oh my god. À, cái này là xoay sang trái, xoay sang phải. Cái này phải kết hợp với nhau nè, xoay sang trái, sang phải nè. Rồi, gạt lên phía trước là chạy thẳng đó đâu, gạt lên phía trước là chạy thẳng á. Rồi, trước rồi, rồi. Gạt phía trước rồi. Đó. Đeo. Yo. Chúng ta hãy chinh phục trái lên. Mọi người nhìn bà vui kìa. Chúng ta hãy đi tìm đến kho báu của anh Bi nào. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm kho báu nào. Ê cái bà, sẽ ướp bài chập nãy giờ tôi thấy rất là vô dụng nha. Ừ, bà đi theo đi, bà báo thôi. Báo làm gì chân. Thôi mọi người, tôi đang đi lùi nè mọi người. Được bạn ơi. Ê, okay, móc vô. Ok, bây giờ mình phải móc cái móc này vô đây nè. Rồi, hay quá. Ủa sao hôm nay chơi sao vậy? Không, đừng. Ê, đừng. Đừng nha. Người ta đang móc vô. Ê, bên này móc vô không được. Qua bên trái xíu. Hạ thấp xuống xíu. Ôi! Móc đi! Hạ thấy gì vậy? Qua được cái đầu. Đẩy cái cần tới xíu. Là qua được. Phía trước. Lắc đầu. Bà Mui bỏ ra. Bà Mui bà được cái bà báo à. Rồi qua bên trái rồi, qua bên trái xíu rồi. Đúng rồi. Nghe không có điểm mà Mui ơi, đầu này có nhiều cân gạt chứ. Rồi, qua được. Hey. Okay. Yes, qua rồi. Mùi báo quá Mui ơi. Ok, đây. Rồi xếp rồi, chết rồi. Mình đẩy thùng này xuống mọi người, Đó. Ờ đúng rồi. Xếp chuẩn bị cái đi. Ui, đúng không? Ủa phải không? Phải. Đó. Bây giờ đem mình chơi. Cứ báo vào nhau đi. Em báo vào nhau để sống sót đi. Ôi. Ủa. Ấy à. Chết rồi, mất cái thùng rồi. Ở cái thùng đâu? Thùng ở đây. Chính xác của anh đi. Ủa xì đâu ốm á, xì đâu chui ra được nè, mình chui thử đi. Em có chắc là mình được em hay không? Ờ em không chắc lắm. Ủa đường nào ta? Em hiểu ơi, mình kéo mấy cái thùng xuống nước để mình đi qua cái đường bên kia. Đâu. Đây nè, nhìn nè. Cái đường bên này nè, mình kéo mấy cái thùng xuống nước để mình đi qua bên kia. Anh thấy cái tay em đang chỉ không? Hắt lại. Đó. Đi qua kìa. Yeah. Qua được rồi. Yeah, có điểm xếp rồi. Trời mệt quá. Mình tới đúng lúc luôn. Trời mệt quá. Rồi bây giờ mình chờ anh em qua đây, hình như cái này có cái thuyền nè anh em ơi. Qua đây nhanh anh em ơi. Xong rồi tháo cái này ra nè. Ê, tôi cắm mà đụng vô nha. Mà tránh ra nha. Đi ra. Để tôi kéo. Tôi giữ bà Mui lại rồi. Mọi người lên đi mọi người. Phải tháo nó ra thì mới đi được
chứ. Nhưng mà hãy đợi mọi người. Buông tay đi. Ai đâu? Để chị em xem sao chứ đâu. Đâu? Thôi để tôi thả mà mua xuống. Nhảy quá. Nhảy đây, đây, đây không, đây không. Nhảy lên. Bám con dây này xuống. Ok. Nó sợ. Sao mình qua đi, mình qua đi. Ở giờ kia mình thấy có cái nút gì kìa. À, hình như là mình đạp cái nút ra sao á. Nhìn hỏi chém kìa, nhìn hỏi chém. Sammy, yên tâm đi. Phong sẽ về, Phong sẽ về. Nhưng không phải hôm nay. Hai này chúng ta cùng chạy kia. Ôi, vậy là mọi người phải cầm thuyền chạy qua bên đó. Đi qua đó hình như hình ấy á. Không, bên kia cái thùng kìa. Bên kia cái thùng kìa đâu. Mình lên đó mình lấy cái thùng, mình đem xuống đây. Cái ơi, đem thuyền qua đây đi, anh đẩy thùng xuống cái ơi. Ok, để thằng em đẩy đi cây. Đi. Bơi đi cây. Qua đi. Bơi đi cây. Cố lên cây. Đâm lưng rồi cây ơi, đâm lưng rồi. Mình chim ơi. Cây đang múa. Cái gì đâu kia. Chim ơi. Giờ mình đứng chung mọi chim rồi. Ê. Rồi tập vẫn còn em. Anh em mình phối hợp. No. Cái thuyền chạy xuống dưới đây. No. Rồi coi. Rồi cái thuyền trở lại rồi. Mình chơi cái thuyền trở lại rồi đi ơi. Lên. Ê mọi người, để tôi. Để tôi mọi người. Mọi người ơi. Mắc mọi đường. Người đây nó ờ mọi người đó quay qua đây rồi đây chim đây đi chim ơi no chạy chim ơi chạy chim ơi trời ơi chim cái thằng ơ năm đầu khác kéo ừ đúng rồi rồi đưa đây đây rồi rồi bỏ lên rồi ok anh giữ cái thùng nha đem kéo ạ sao mới còn sống hả rồi ok đưa lên sao mới ăn cứu thợ hả. Yes. Yes. Rồi qua bên kia luôn đâu, bên kia luôn. Chưa, xếp. Yes, bấm cần vào chi luôn, cặp đôi vậy mà. Yes. Qua được rồi. Để xếp cho em thở đi mọi người. Rồi. Rồi ok. Đây Phong ơi. Phong ơi. Đoạn này hơi căng nha em. Ừ, đoạn này hình như phải treo thuyền. Cái gì vậy treo thuyền á, này dùng sức mặt bình thường á. Ơi, đây. Treo nè, treo làm gì? Chúng ta dùng đích của chúng ta. Mọi người. Lên sao mọi người lại bỏ tôi với Sim ở đây? Ủa người ơi. Vô đi không? Lên đi mọi người, lên đi mọi người, lên đi mọi người, lên đi. Lên mọi người, lên. Rồi. Kéo mọi người, kéo. Con thôi. Con thôi. Đợi bả. Đợi bả đi mọi người, kéo đi. Kéo nhanh lên. Kéo nhanh lên. Con tìm mà lên. Con tìm mà lên. Kệ bả đi, kệ bả đi, kéo đi mọi người. Kéo anh đâu. Con lên là bả bảo tìm mà. Rồi. Tới rồi. Rồi chiều không có biết. Mùi béo thổi rồi. Em chỉ muốn bảo vệ tính mạng cho đoàn chiến thôi. Chắc là tụi em hắc hủi chiều và chị quá làm imposter chung anh vào đó rồi. Mọi biết không? Lúc mà tụi em muốn bảo vệ chị thôi. Mọi người biết không? Mọi người biết không? Cái cảnh mà anh em một mình qua bên đây á, xong ca mui ba bị bỏ lại á, ba nằm trên bãi cát nhìn đúng kiểu bất. No! 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 Cái ơi! Anh em mình rơi nước rồi. Tìm cách leo lên. Rồi xong. Lên. Chào các bạn. Trời chào các bạn á. Chào các bạn quá trời đi kìa. Chào ông. Chị chào ông. Quăng bà xuống nước cây. Quăng nước. Quăng. Rồi cùng các bạn với vui rồi. Xuống đây. Xuống xuống. Tôi nhấn nước mà. Tôi nhấn nước mà. Ờ hình như cái cây để móc cái thuyền qua thôi rồi. Để móc vô. Mũi bê. Để tôi chết. Lôi qua đây luôn nha. Lôi qua đây nha. À kéo đôi nè. Ồ, chuyên nghiệp không? Đó, bả là người leo lên trước, thấy bả là người leo lên trước không? Ê, Phong, để mọi người leo lên. Để đi. Luôn kéo lên các bạn. Hình như nặng quá mọi người. Qua bơi, qua đây bơi. Tôi qua rồi. Rồi xong. Rồi, đem giục cái cây. Giữ lại kìa. Đem giục cái cây. Ui! No. Tôi biết rồi. Hình như mình để mấy cục đá trong thuyền nè, cho nó gọi là lúng xuống xíu để cho nó vượt qua được bên đây hiểu không? Đúng. Chỉ cần xuống thì em đè xuống xong em đi lùi là nó sẽ tự động vô à. Mọi người đu lên đi, mọi người đu lên cái. Mọi người ơi, cái tiền giám sát tôi. Mọi người đu lên đi để tôi bật cho mọi người đu lên nha. Ok, rồi, kéo đi anh. Tôi ở trên, mọi người ở dưới. Trời ơi, mọi người được đi cái đu. Cáp treo nè. Yeah! Đã quá xíu ơi. Vui quá. Quá à. Đảo ơi. Tụi mình hơi bị thừa cân phải không? Sao tự nhiên tụi mình đi chậm quá vậy? Không anh cứ đợi từ từ anh. Ủa gì sao mọi người nhảy xuống hết rồi? Ủa sao anh chơi xuống rồi? Ủa đâu? Cảm ơn anh nha.
Bao vậy xin video hả? Tôi thấy Siro trận này cười khoái chí quá mọi người. Anh rảnh quá, anh rảnh quá. Tôi đã được. Phải kêu ông ơi làm gì? À! Sếp ơi! Đừng cộng dây ơi! Mọi người ơi! Mọi người đợi tôi ra! Mọi người đừng bỏ tôi! No! Hỏi sao mà lại mình đu quá trơn? Bạn! Mọi người thấy một pha, mọi người có mới gì thấy một cái pha tôi bị té trên núi xuống xong đầu tôi đập đầu xuống đá xong tôi rơi xuống nước rồi. Thôi Phong ơi, anh biết làm sao Phong ơi? Sao anh? Để vô đây nè, để cho mông nó mông gãy cái cây. À, cây lên thuyền đi cây. Làm cái gì? Cái đang chiêu hả? Cái này mình đang tắm biển. Ok từ đây, okay, cái này nó xuống. Nó móc ra, đó nó kéo xuống kìa đó. Ê sao em thấy nó không khả thi lắm rồi. Ui. Leo thuyền nhanh. Thôi đi luôn đi mọi người ơi, mình đi luôn đi. Thôi mình đi đi, cài bả đi. Ơi. Ui, sao mọi người hát hỏi mưa quá vậy? Thuyền sao ơi, Sam té rồi. Sao thuyền nhanh quá vậy? Ê Sam ơi, để không cứu Sam. Rồi, lên. Lên. Bám vô thuyền. Ui. Lật thuyền rồi. Cái bà không, đây là vui, đây là vui. Chị ai quan tâm gì đâu. Ê, thôi, ít người thôi, đừng nhiều người quá. Ít thôi. Hai người thôi. Mùi bỏ ra đi, em biết đâu vậy mà. Không. Bà này ham vui mọi người. Bà bỏ cái quần tôi ra. Bà đắm cái gì với tôi vậy? Bà bỏ. Chị đắm cái gì của em vậy? Sao không nhảy? Sao hai người không nhảy? Tại vì bà môi, rồi em tới với anh nè. Yes. Rồi. Phải lên đây để đi nhảy xuống dưới đây nè Phong ơi. Dạ. Anh em mình cùng nhau phá đảo game nào rồi. Nhảy phá lên. Game rồi. Nhảy lên. Game rồi. Nhảy xuống. Ok bạn ơi, từ nãy giờ bọn mình chơi hôm nay rất là lâu rồi. Cho nên mình nghĩ rằng là tập 1 đến đây thôi. Bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào muốn bọn mình làm thêm những tập tiếp theo nữa về Human Front Fast nữa thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới thì bọn mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo cho bạn xem nha. Ok, còn bây giờ thì tôi đâu có hỏng quá rồi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Tạm biệt. Yes. Rồi cái thằng gánh còng lưng. Gánh còng lưng thôi, còng lưng quá. Tôi là chú chó chỉ biết đi thiểu năng. Are the king, hello team, hello team.